Xin chào các bạn, tên tôi là Hồ Thị Bích Hạnh, luật sư di trú của công ty IST. Ngày hôm nay Hạnh sẽ nói về một đề tài mà rất nhiều khách hàng đang ở Úc của Hạnh thường gặp phải và Hạnh hy vọng cái cái video clip này sẽ giúp cho những người khách hàng khác trong tương lai à, hoặc là những người khác à, họ tránh được những cái trường hợp này để à, rút kinh nghiệm từ những cái trường hợp đã xảy ra À, thì các bạn thân mến à, thường hạnh hay nhận được một cái câu hỏi đó là à, nên nộp visa gì Ở hôn nhân hôn thê hay bạn đời thì à, người ta đến với hạnh khi người ta đã đăng ký kết hôn thì hạnh không còn một cái lựa chọn nào khác nữa là ngoài cái việc đăng ký hôn à, visa hôn nhân đúng không không các bạn nhưng mà hạnh muốn nói ngày hôm nay hạnh muốn nói một cái vấn đề là cái sự vội vàng của việc đăng kết hôn nó sẽ để lại những cái hậu quả như thế nào à, và à, ảnh hưởng cái hệ lụy của nó đối với visa hôn nhân úc thì các bạn thân mến là luật pháp úc À, hạnh không hạnh đang nói đây là với một cái cương vị là luật sư di trú nha không phải là luật sư gia đình nha à, nhưng mà hạnh um, tại vì cái, uh, cái 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 partner tức là cái người mà um, luật sư uh, mà làm việc chung trong văn học vòng của hạnh á, là luật sư đó là chuyên về hôn nhân visa hôn nhân uh, chuyên về uh, chuyên về uh, luật hôn nhân gia đình tức là uh, liên quan đến là ly ly dị rồi là um, uh, À, phân chia tài sản, phân chia con cái, cho nên hạnh cũng biết chút chút, cho nên hạnh thì nói trên cái cương vị luật sư di trú thôi nha. À, cho nên các bạn đừng có hãy phải kiếm chứng à, những cái thông tin liên quan đến luật gia đình chứ hạnh không chịu trách nhiệm về cái những cái thông tin về luật gia đình nha. Thì hạnh, các bạn thân mến á là có rất nhiều khách hàng á à, khi đến với hạnh á thì họ đã à, qua một lần đăng ký kết hôn à, ở đất Úc và họ được người đó bảo lãnh họ trong quá trình bảo lãnh chưa họ chưa có visa tạm trú và cũng chưa có visa thường trú nhưng mà mối quan hệ đó đổ vỡ và họ lại có một cái người bạn đời khác và cái người bạn đời khác của họ rất muốn bảo lãnh họ ở lại tuy nhiên họ còn mắc một cái cái hồ sơ trên bộ di trú là một cái một cái bộ hồ sơ đang đang được xét với cái người bảo lãnh trước đây của họ đúng không các bạn và họ vì họ mới kết hôn với cái người bảo lãnh trước đây à, ví dụ như là tháng 1 năm mùng 1 tháng 1 năm 2019 họ vừa kết hôn với người đó và mùng 2 tháng 1 năm 2019 người ta nộp đơn để làm cái visa bạn đời với người đó thì không thể nào bạn người đó được ly dị ngay tức khắc các bạn tức là le, theo luật uh, luật úc nó khá, hoàn toàn khác với luật việt nam hành có người uh, có những người bạn và họ nói cho hành biết và những khách hàng của hành nữa họ nói cho hành biết là họ có thể ly dị uh, trong ở việt nam trong vòng 7 ngày nếu như mà họ uh, họ làm những thủ tục hành, hành không biết vì sao các bạn có thể uh, cãi lại hạnh nha nhưng mà uh, không cần phải qua hòa giải luôn thì họ trong 7 ngày vì họ họ giận nhau quá và họ nói là không có không có cần phải hòa giải nữa thì họ trong 7 ngày họ đã có một cái tờ tòa án đã quyết định cho họ là cái tờ ly hôn và họ có cái tờ tòa quyết định tổ, ly hôn của tòa án Việt Nam. Nhưng mà các bạn thân mến ở đất Úc này không giống đất Việt Nam Luật đất Úc này hoàn toàn khác với luật Việt Nam Tức là nếu như bạn theo luật Thì bạn muốn ly thân, bạn muốn ly dị chính thức với một cái người nộp đơn lên tòa án à, Ly dị cái người bạn cưới đó, mà đăng, bạn đang đăng ký kết hôn rồi á Nó phải 2 năm Các bạn nhớ nha, hai năm từ kể từ ngày bạn đăng ký kết hôn và ít nhất 12 tháng ly thân Tức là từ cái ngày mà mình chia tay nhau á, là phải 12 tháng trở lên từ 12 tháng trở lên bạn mới được nộp cái đơn. Còn ngoài ra dĩ nhiên có những trường hợp ngoại lệ mà nó bạn có thể ly hôn dưới dưới 2 năm nhưng mà dĩ nhiên cái ly thân nó phải trên 12 tháng, từ 12 tháng trở lên bạn. Và với điều kiện nữa là cái hai người cùng đồng ý là ly thân. À, cùng đồng ý ly hôn nếu như một trong hai người không đồng ý ly hôn ngay tức khác thì bạn phải qua một quá trình gọi là quá trình hearing hearing tức là bạn phải à, trình bày với tòa án là bạn thực sự muốn ly hôn và trong cái sự vắng mặt của người kia cho nên cái thời gian mà ly dị đó để mà có được cái tờ giấy uh, ly ly hôn đó, nó rất là lâu các bạn thấy cái hệ lụy của cái việc đăng ký kết hôn một cái tờ giấy đăng ký kết hôn bạn đăng ký kết hôn ở, ở úc nó rất khó để bạn gỡ cái tờ giấy đó ra chứ không phải giống như việt nam mà rất là có có những cái trường hợp hằng người thì khách hàng kể cho hạnh hạnh không có biết là cái đó có sự thật hay không nhưng mà khách hàng của hạnh nói và hạnh biết là cô hạnh biết không tôi ly dị tôi có cái tờ giấy ly dị trong 7 ngày đó thì như vậy để nói rằng à, quyết định mình quyết định làm cái visa hôn nhân hôn với là bạn đời hạnh khuyến khích nhưng mà Trước khi bạn làm cái visa đó, bạn phải tự hỏi một câu Tôi nên đăng ký kết hôn hay là nên đăng ký bạn đời Tại vì bà, bạn biết không, đất Úc có một cái luật là là khác Việt Nam nữa Là cho bạn đăng ký bạn đời Và khi bạn đăng ký bạn đời, bạn cũng có một cái tờ giấy Tờ giấy đó nói rằng là đây là cái tờ Register of the Fact Relationship Tức là cái tờ giấy đó nó đăng ký bạn đời và cái tờ giấy đó nó có hiệu lực y chang cái tờ giấy đăng ký kết hôn tuy nhiên cái luật là cái luật về bạn đời nó khác luật về về hôn nhân về kết hôn cho nên nếu như sau này người ta không yêu nhau nữa ví dụ như bạn, bạn muốn đăng ký kết hôn bằng bằng muốn đăng ký cái bạn đời nha thì bộ di trú là nhận uh, tức là recognize tức là là xét um, cái hồ sơ của bạn thì cái tờ đăng ký các bạn đời đời á nó cũng có giá trị pháp lý như một cái tờ đăng ký kết hôn. Ok, bạn bạn lưu ý nha. Cho nên cái sự cái việc bạn có cái tờ đăng ký kết hôn hay là cái tờ đăng ký bạn đời nó tương tự nó có pháp lý tương tự nhau và bộ di trú liền, đều công nhận đây là một cặp. Cho nên tại sao bạn không đăng ký bạn đời mà lại đi đăng ký kết hôn? đúng không? Nhất là các bạn mà có mối quan hệ quá chóng vánh thì tại sao lại đi đăng ký kết hôn ngay tức khắc trong khi mình biết rằng không biết cái mối quan hệ của mình nó có từ trường tồn hay không? À, nó có lâu dài hay không? Mà mình đi đăng ký kết hôn, đúng không các bạn? Và khi đăng ký kết hôn là khi mà ly dị các bạn phải đụng đến tòa án nhưng khi đăng ký bạn đời khi mà bỏ nhau các bạn không dính đến tòa án cho nên cái chi phí luật sư, chi phí tòa án bạn không cần phải thông qua Còn bạn không cần, cần trả những cái chi phí đó Cho nên thành khuyên rằng những cái những bạn nào mà mối quan hệ mới chống vánh À, rất là ngắn ngủi mà các bạn vì một cái lý do gì đó visa của bạn student visa của bạn gần run out gần hết à, visa du lịch của bạn gần hết hay gì gì đó mà cái người bạn đời của bạn rất là muốn bảo lãnh bạn muốn bạn ở lại đất úc này à, thì và muốn bạn nộp cái visa hôn nhân à, úc à, thì các bạn à, cứ đăng ký bạn đời À, các bạn cứ nói với cái người phối ngộ của bạn cái người bảo lãnh của bạn là chúng ta đăng ký bạn đời à, thay vì đăng ký cái hôn tại vì đăng ký bạn đời nó không dính đến những cái thủ tục rắc rối về pháp lý về sau và nhất là ngay cả ngay cái, cái 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 lúc mà đăng ký bạn đời nó cũng rất là dễ dàng các bạn cho nên là hạnh nhắc lại nha bạn đăng ký bạn đời thì tùy bạn đang là visa sinh viên hay visa du lịch hay gì đó thì bạn đăng ký thì giống như cái luật hôn nhân là À, người ta bắt bạn hai bạn điền một cái form xong rồi hai bạn ký xong rồi người ta cũng phải bỏ gọi là um, cooling off period tức là là bạn người ta cho bạn một cái thời gian đó thời gian đó là để suy nghĩ để cho mình suy nghĩ cho kỹ càng á thì sau đó đến ngày ví dụ như 14 ngày hay 30 ngày sau họ sẽ kêu bạn lên bạn ký cái tờ giấy kia đó và người ta sẽ cung cấp cho bạn cái chứng chỉ bạn đời nếu sau này bạn không còn yêu nhau nữa và bạn không muốn sống chung với nhau nữa và hoặc là mối quan hệ đó vì vì một cái lý do gì đó à, nó bị tan vỡ thì bạn chỉ cần lên cái chỗ mà bạn đăng cái hôn bạn đăng ký bạn đời đó nói cho người ta biết và người ta sẽ đưa cho bạn cái đơn bạn 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 điền vào và đăng bạn ký thì cái mấy uh, 14 ngày hay là 30 ngày sau cái tờ giấy mà đăng ký bạn đời của bạn nó vô hiệu lực tức là bạn trở thành một người single again tức là bạn sẽ là một người không có dính dáng đến bạn đời nữa Bạn thấy nó, nó nó dễ không Nó có dễ không bạn Còn nếu như mà bạn đã đăng ký kết hôn bạn ha thì bạn nhớ đó bạn phải ly thân 12 tháng bạn phải uh, uh, Từ cái ngày mà bạn đến kết hôn đến cái ngày mà bạn được pháp nộp lên tòa là thường là 24 tháng tức là 2 năm À, vì một trường hợp nào đó mà bạn nhất quyết là à, muốn ly hôn sớm thì ít nhất bạn cũng phải ly thân 12 tháng trở lên à, ngoại trừ là những cái trường hợp mà bạn bị bạo hành bạo lực gia đình thì bạn có thể xin tòa án gia đình miễn bỏ cái điều kiện 12 tháng đó bởi vì bạn bạn là nạn nhân của bạo hành gia đình ok cho nên nó luật hôn nhân vô cùng phức tạp luật uh, bạn đời vô cùng dễ dàng tại sao bạn lại chọn cái con đường hôn nhân mà trong khi mối quan hệ của bạn quá chóng vánh và mới khởi đầu ok uh, ngoài ra còn gì nữa ta uh, ngoài ra thì các bạn thân mến là hạnh uh, có một lời khuyên là À, người úc á, nếu như các bạn nào lấy người úc á, thì uh, có nhiều 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 um, cái người bảo trợ uh, bảo lãnh cho bạn á người ta nói rằng là em ơi trước khi mình đi đăng ký kết hôn hoặc em ơi trước khi mình đăng ký bạn đời này thì chúng ta đi đăng ký um, đi ký cái tờ giấy đi thảo đi gặp luật sư để mà ký cái tờ giấy gọi là uh, đồng thuận uh, trước uh, trước uh, tiền hôn nhân cái tờ án tiền hôn nhân á thì uh, các bạn đừng có buồn à, tại vì um, có nhiều người người ta trước khi lấy bạn người ta đã qua hai ba đời vợ hoặc gì đó và người ta đã trải qua những cái, cái kinh nghiệm rất là đau thương là người ta phải chia tài sản cho bà vợ cũ của mình hay gì đó và người ta mất rất là nhiều tiền vì cái chuyện đó cho nên người ta mới thấy bạn với người ta cái mối quan hệ của bạn với người ta nó mới chớm nở thôi cho nên người ta thấy rằng khi mà à vì muốn bảo lãnh bạn mà người ta phải đi ký cái tờ giấy đăng ký kết hôn hay là đi ký một cái tờ giấy đăng ký bạn đời thì người ta muốn là bạn kiếm cái tờ giấy tiền hôn nhân thì cái chuyện đó rất là phe thôi, rất là bình thường à, bởi vì thực ra là thực ra là những cái đồng tiền mà người ta kiếm trước đây kiếm ra trước đây thì người đó có quyền quyết định với cái đồng tiền của người ta đúng không các bạn cho nên các bạn hành có lời nhắn nhủ là các bạn đừng buồn khi người bạn đời của mình nói rằng là mình phải đi ký cái cái tờ contract cái cái văn bản, bản tiền à tiền hôn nhân thì à, các bạn đừng có buồn đó là lời khuyên của hạnh và sau đây là hạnh đã nói cho các bạn nghe là à, cái việc là phải cân nhắc là có nên đăng ký kết hôn hay là đăng ký bằng đợi không khi bạn đang ở trên đất úc à, để các bạn có một cái suy nghĩ à trước khi các bạn làm để sau này là khi các bạn giải quyết những cái vấn đề nan giải liên quan đến à, cái cái mối quan hệ của bạn với người bảo lãnh trước đây nó dễ dàng hơn nó thuận tiện hơn À, và xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe à, nếu các bạn um, thích cái video clip này các bạn có thể chia sẻ cho những ai uh, có um, nhu cầu tìm hiểu uh, và những người thân bạn bè hay là những người uh, đang trong tiến trình muốn xin visa úc uh, và các bạn mình hạnh xin chúc các bạn uh, những người đang xin visa úc được thành công uh, và uh, cảm ơn những uh, các bạn đã chú ý lắng nghe À, nhất là các bạn luôn luôn ủng hộ IST và hành trong những năm tháng qua. Thành xin cảm ơn.